Bây giờ ta tiếp tục bài số câu 5. Đúng không ạ? Các bạn đã tính ra chưa ạ? Bây giờ có những bạn này lại phân vân cái chỗ đấy là g hiệu dụng bằng bao nhiêu? Các bạn đang phân vân, có những bạn nắm được công thức thì g hiệu dụng các bạn đưa ra luôn rồi ạ. Trong trường hợp này F điện và P vuông góc với nhau, đúng không ạ? Thì ở như công thức chu kỳ T vuông góc thì khi đó g hiệu dụng lúc này sẽ bằng, cô ghi chỗ to lên ạ, g hiệu dụng. G hiệu dụng trong trường hợp F điện vuông góc với trọng lực P sẽ bằng căn bậc 2 của G bình cộng với F điện bình chia cho M bình. Hiểu chưa ạ? G bình cộng với F điện bình chia cho M bình. Cho cô, cho chị. Hiểu chưa ạ? G hiệu dụng bằng căn bậc 2 của G bình cộng F điện bình chia cho M bình. Và ta thay vào, ta có đáp án A bằng 0,59. Đó là đáp án của câu số 5. Và câu số 5 ở đây là một trong những cái câu khó của đề thi đại học năm 2012. Cô đã xong cái phần đó là tính chu kỳ tần số của con lắc đơn cho hai trường hợp không chịu tác dụng của lực lạ và chịu tác dụng của lực lạ. Cô sang phần tiếp theo. Dạng 2, phương trình của con lắc đơn và năng lượng dao động của con lắc đơn. Phần này cô Cẩm đã đưa ra rất chi tiết, cô chỉ nhắc lại một số phần chính. Thứ nhất, ta có phương trình dao động của con lắc đơn. S bằng S0 cos omega t cộng phi. Chúng ta biết S0 giống như A của con lắc lò xo, tức là biên độ dao động. Ngoài ly độ dài ra thì nó còn có ly độ góc alpha bằng alpha 0 cos omega t cộng phi. Và alpha ở đây chúng ta chú ý đơn vị của nó là radian. Alpha tính theo S sẽ bằng alpha sẽ bằng S chia cho L. Omega trong công thức này bằng căn bậc 2 của G trên L. Chu kỳ và tần số, cô nhắc lại. Tiếp. Dựa vào S alpha, tức là ta có vận tốc V, thì cô có hệ thức độc lập theo thời gian sau. S0 bình là A bình này, bằng S bình. S bình ở đây chính là X bình trong dao động điều hòa. Đại cương về dao động điều hòa cô đã nhắc. Cộng V bình trên omega bình. Vậy S0 bình bằng S bình cộng V bình trên omega bình. S0 là biên độ, S là ly độ, V là vận tốc của con lắc đơn. Tiếp tục, nếu như chúng ta sử dụng hệ thức độc lập theo thời gian đối với góc alpha 0, đối với alpha thì ta lại có biên độ góc của nó là alpha 0 bình bằng alpha bình cộng V bình chia cho G nhân L. Chúng ta chú ý là đối với alpha thì ta có alpha 0 bình bằng alpha bình cộng V bình chia cho G nhân L. Tức là nó khác nhau chỗ cái gì ấy nhỉ? Phần mẫu số omega, omega bình đối với là S0 bình đúng không ạ? Còn đây là đối với alpha 0 bình thì đây phải là G nhân L để chúng ta vận dụng. Tại sao lại có như thế? Bởi vì vận tốc V sẽ bằng S phẩy theo thời gian, nhưng nó không bằng alpha phẩy. Cô xin lỗi, đây là alpha phẩy theo thời gian. Nó bằng S phẩy theo thời gian còn không bằng alpha phẩy theo thời gian. Đây cô đánh máy sai ạ. Và bằng omega S0 cos omega t cộng phi cộng pi trên 2. Tức là công thức vận tốc V của con lắc đơn dao động điều hòa cũng giống như vận tốc V trong con lắc đơn, giống trong con lắc lò xo dao động điều hòa. Đúng không ạ? Đó là phần vận ly độ vận tốc. Ta sang phần tiếp theo đó là năng lượng. Công thức về năng lượng thứ nhất, động năng bằng 1 phần 2 MV bình hay MV bình trên 2. Thế năng. Bằng MGZ, MGZ, M là khối lượng, G là gia tốc, Z là độ cao của vật so với góc chọn thế năng. Và ta ngầm chọn thế năng, góc chọn thế năng tại vị trí cân bằng. Bằng MGL 1 trừ cos alpha. Cô không làm rõ công thức này nữa. Vậy thì khi động năng cộng thế năng thì ta có cơ năng được tính bởi biểu thức MGL 1 trừ cos alpha 0.
ba công thức này đúng cho con lắc đơn dao động tuần hoàn, và đúng cho con lắc đơn dao động tuần hoàn. Tức là muốn cho nó dao động điều hòa thì alpha không của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ, tức là rất nhỏ. Thì khi đó nó là dao động điều hòa. Thì cô có thể để ba công thức này trong dao động điều hòa thay vào cũng được. Nhưng để cô làm tường minh hơn thì cô có năng lượng của con lắc đơn dao động điều hòa. Cô nhắc lại là ta nhớ ba công thức trên này cũng được, được chưa ạ? Hoặc ta phải nhớ là các công thức sau, tức là khi cô đưa ra cái trường hợp đấy là alpha không nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ thì ta có được năng lượng của con lắc đơn dao động điều hòa. Thứ nhất, động năng cũng bằng MV bình trên 2. Bằng phương pháp gần đúng thì thế năng của nó bằng 1/2 MGL alpha bình. Tức là cô lấy 1 trừ cos alpha bằng 2 sin bình phương alpha trên 2. Vì góc alpha không rất nhỏ nên alpha nhỏ nên sin alpha trên 2 gần bằng alpha trên 2. Thì từ đây cô thay vào được thế năng bằng 1/2 MGL alpha bình. Chú ý M là khối lượng, G là gia tốc chậm trường, L là chiều dài, alpha là ly độ góc. Đúng không ạ? Vậy cơ năng của nó thì ta chỉ cần thay alpha bởi alpha không, cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa, bằng động năng cộng thế năng bằng 1/2 MGL alpha không bình. Động năng cộng thế năng. Vậy cơ năng của nó là gì ạ? Là hằng số. Alpha không ở đây là hằng số. Thì cơ năng của nó là hằng số. Vậy đến đây ta chú ý, con lắc đơn dao động điều hòa, động năng biến đổi thành thế năng biến đổi thành động năng, nhưng cơ năng của nó là hằng số. Cơ năng của nó là hằng số, là không đổi. Vậy động năng và thế năng biến đổi như thế nào? Thì động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn với tần số góc của động năng thế năng bằng 2 lần tần số góc của ly độ. Đúng không ạ? Suy ra tần số bằng 2 lần tần số của ly độ, còn chu kỳ thì giảm đi 2 lần. Và cái phần này cô Cẩm đã nhắc rất rõ cho các con. Từ những kiến thức này, cô suy ra vận tốc của vật, của con lắc đơn ở ly độ góc alpha, V sẽ bằng căn bậc 2 của 2GL cos alpha trừ cos alpha 0. Từ đây ta suy ra vận tốc của nó cực đại khi góc alpha bằng gì ạ? Bằng 0, tức cos alpha bằng 1. Thì V max ở đây bằng căn bậc 2 của 2GL 1 trừ cos alpha 0. Khi alpha bằng 0, tức là vận tốc của nó cực đại ở vị trí cân bằng. Được không ạ? Tiếp, công thức tiếp theo cô nhắc đến đấy là công thức lực căng dây. Lực căng dây T bằng MG mở ngoặc 3 cos alpha trừ 2 cos alpha 0. Dựa vào công thức lực căng dây này thì cô cũng đưa ra được lực căng dây cực đại. T max bằng MG 3 trừ 2 cos alpha 0. Và T min bằng MG cos alpha 0. Chúng ta chú ý này, T max ở vị trí gì? 3 cos alpha, để đây là 3, tức là alpha bằng 0. T min ở vị trí gì đây ạ? Khi alpha bằng alpha 0, MG cos alpha 0. Được không ạ? Và lực căng dây T khi con lắc dao động điều hòa thì chúng ta tự thiết lập. Ta tiếp tục, vậy dựa vào đây ta làm bài tập. Câu số 1. Đó là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015. Tại nơi có G bằng 9,8 m/s, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 radian. Ở vị trí có ly độ góc 0,05 radian, vật nhỏ con lắc có tốc độ là. Trong trường hợp này, con lắc đơn dao động điều hòa, đúng không ạ? Vậy khi nó dao động điều hòa mà nó có biên độ rồi, biên độ góc là 0,1 rồi. Rồi ạ, có ly độ góc là 0,05 ạ. Có chiều dài 1 m, có G, thì ta áp dụng công thức nào để ta tính ra tốc độ dài? Ở đây lúc nãy ta thấy có hai công thức, đúng không? Công thức V bằng căn bậc 2 của 2GL cos alpha trừ cos alpha 0. Công thức thứ hai là công thức độc lập theo thời gian. Được chưa ạ? Vậy trong trường hợp này nó dao động điều hòa thì cô hay áp dụng công thức S0
không bình bằng S bình cộng V bình trên omega bình, hay là alpha không bình bằng alpha bình cộng với V bình chia cho G nhân với L. Đây, bởi vì người ta cho là gì? Alpha không đúng không ạ? Bằng 0,1. Cho alpha bằng 0,05. Cho G, cho L. Bây giờ cô thay vào, cô tính được vận tốc V. Vậy suy ra V sẽ bằng alpha không bình trừ alpha bình căn bậc 2 nhân với GL, căn bậc 2 luôn của GL cũng vào trong căn. Đáng nhẽ chúng ta phải có V ở đây là vận tốc phải là cộng trừ. Nhưng ở đây ta thấy đáp án không có cộng trừ, tại sao ạ? Tại vì ly độ góc ở đây, ở vị trí có ly độ góc 0,05 radian, vật nhỏ của con lắc có tốc độ. Tốc độ là độ lớn của vận tốc. Nên khi chúng ta ra cộng trừ thì chúng ta chỉ lấy tốc độ. Tốc độ là dương, đúng không ạ? Vậy ta bấm máy ra là dương. Vậy bạn, các bạn bấm máy ra và cô có kết quả. Đáp án B 27,1 cm trên giây. Đó là tốc độ, cô nói lại, tốc độ là độ lớn của vận tốc, ta phải lấy giá trị dương. Câu tiếp theo, câu 2. Một con lắc đơn dao động với phương trình S bằng 3 cos PT cộng 0,5 pi cm. T tính bằng giây, tần số biến đổi của động năng con lắc là. Ở đây tần số biến đổi động năng của con lắc là, chứ không phải là tần số biến đổi ly độ. Như vậy các bạn nếu mà đọc không kỹ đề bài, các bạn sẽ đưa ra luôn là tần số biến đổi ly độ F sẽ bằng omega trên 2 pi, sẽ bằng pi chia cho 2 pi và bằng 0,5 Hz, đúng không ạ? Ở đây không có đáp án 0,5 Hz. Bây giờ đặt câu hỏi, tần số biến đổi động năng của con lắc thì chúng cô nhấn mạnh lúc nãy, tần số biến đổi động năng thế năng của con lắc là F phẩy bằng 2 lần F. Đúng chưa ạ? Sẽ bằng 2 nhân với 0,5 sẽ bằng 1 Hz. Vậy đáp án ở đây là đáp án C. Cô nhấn mạnh lại chỗ này, động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến đổi với tần số bằng 2 lần tần số của ly độ. Đúng không ạ? Còn cơ năng của nó là một thằng số. Ta chú ý. Câu số 3. Đó là bài toán về lập phương trình dao động. Con lắc đơn có chu kỳ dao động T bằng 2 giây. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của giây là 0,04 radian. Chọn gốc thời gian tại vị trí alpha bằng 0,02 radian và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Phương trình chuyển động của con lắc là A, B, C, D. Điều đầu tiên, đối với bài này ta nhìn phương trình. Đều biên độ của nó đều 0,04 radian, không loại được. Thứ hai, chu kỳ T bằng 2 giây thì ta thử xem omega của nó bằng mấy ạ? Omega của bằng 2 pi trên T sẽ bằng là 2 pi trên 2 và bằng pi ạ. Như vậy ở đây câu A là pi, câu B pi, câu C là pi, câu D lại là 2 trên pi. Như vậy ta loại được đáp án D. Tiếp. Vậy dựa vào đâu để ta xác định được phương trình dao động ạ? Thì ta phải dựa vào pha ban đầu của nó. Vậy đối với bài lập phương trình này, hôm trước cô đã hướng dẫn rất kỹ đúng không ạ? Rất kỹ ạ. Vậy ta để ý này, chọn gốc thời gian tại vị trí alpha bằng 0,02 radian và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Như vậy trong trường hợp này, đây con lắc đơn dao động như này. Đây là chiều dương ạ. Đây là 0,02 ạ. Vật đang ở vị trí này. Đúng không ạ? Nhưng đang ở vị trí này nhưng di chuyển về vị trí cân bằng. Đây là chiều dương. Di chuyển về vị trí cân bằng thì đây phải là nó đi theo chiều âm. Tức là T bằng 0, alpha bằng 0,02 và vận tốc V của nó phải là nhỏ hơn 0. Chú ý chỗ này. Vậy khi mà vận tốc V của nó nhỏ hơn 0, đúng không? Thì ta sẽ suy ra sin phi của nó lớn hơn 0, hay chúng ta suy ra phi của nó phải dương lớn hơn 0. Vậy đến đây chúng ta nhận thấy
có hai giá trị phi dương là pi trên 3 và 2 pi trên 3. Còn một giá trị phi âm là trừ pi trên 3. Vậy ta loại được đáp án B. Ta còn hai đáp án A và C. Bây giờ cô lại thay vào. Alpha bằng 0,02. Phương trình của chúng ta là alpha bằng 0,04. Cos pt cộng với phi. Omega bằng pi rồi ạ. T bằng 0. Vậy cô thay vào đây cô sẽ có 0,02 bằng 0,04 cos phi. Vậy suy ra cos phi sẽ bằng 0,02 trên 0,04 bằng 1/2. Vậy cos phi bằng 1/2 mà sin phi có phi lớn không? Vậy suy ra sin phi bằng cộng trừ, cô xin lỗi, suy ra cos phi bằng cộng trừ pi trên 3. Đúng không ạ? Vậy để phi lớn không thì ta sẽ có phi ở đây phải bằng pi trên 3. Để đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án A. Cô nhắc lại chỗ này, lập phương trình thì chúng ta giống như lập phương trình dao động điều hòa. À, đây là dao động điều hòa con lắc đơn nên quy trình của nó giống như lập phương trình dao động điều hòa mà cô đã hướng dẫn ở chủ đề 1. Tức là ta phải tìm A, omega và phi. Vật đi theo chiều dương thì phi âm, vật đi theo chiều âm thì phi dương. Để lúc ta loại trừ các đáp án. Có nhiều khi các bạn không nhớ thì các bạn còn đánh hụi được cơ. Tiếp ạ, câu số 4. Tại nơi có gia tốc chậm trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc alpha 0 là nhỏ. Lấy mức thế năng ở vị trí cân bằng, khi con lắc chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng, thì ly độ góc alpha của con lắc bằng. Ở đây người ta lại cho là động năng bằng thế năng. Động năng bằng thế năng. Thì ly độ góc alpha của con lắc bằng. Thì ta phải nhớ đến công thức động năng bằng 1/2 mv bình, đúng không? Thế năng bằng 1/2 mgl alpha bình vì con lắc đơn dao động điều hòa. Động năng bằng thế năng, cơ năng bằng 1/2 mgl alpha không bình. Được chưa ạ? Vậy khi động năng bằng thế năng thì cô có động năng cộng thế năng bằng cơ năng. Ở trong trường hợp này người ta bắt tính ly độ alpha thì cô có thay cái động năng này vào không? Không. Vì thay động năng này liên quan đến V và cô chưa có V. Mà đây cô lại có là alpha 0 rồi. Vậy cô chỉ thay đấy là động năng bằng thế năng. Động năng bằng thế năng. Vậy cô thay động năng bằng thế năng vào. Thế năng, động năng bằng thế năng cộng thế năng sẽ bằng cơ năng. Từ đây ta suy ra hai lần thế năng bằng cơ năng. Được chưa ạ? Vậy 2 nhân với 1/2 mgl alpha bình sẽ bằng 1/2 mgl alpha không bình. Đến đây như thế nào ạ? 1/2 mgl rút gọn ạ. Rút gọn đây đi ạ. Vậy 2 alpha bình sẽ bằng alpha không bình ạ. Đúng chưa ạ? Vậy suy ra alpha sẽ bằng cộng trừ alpha 0 trên căn 2. Chú ý. Cộng trừ alpha 0 trên căn 2. Các em để ý ở đây. Ở đây ta có cả, cô đánh nhầm đáp án rồi. Cô có cả alpha 0 trên căn 3 trừ alpha 0 trên căn 3. Và đây là alpha 0 trên căn 2 trừ alpha 0 trên căn 2. Dưới đây là căn 2. Trừ alpha 0 trên căn 2. Vậy ta lấy đáp án nào ạ? Đây là cộng trừ alpha 0 trên căn 2 mà trên cái này thì ta có cả hai giá trị. Là alpha 0 trên căn 2 và trừ alpha 0 trên căn 2. Bây giờ ta sẽ sử dụng kiến thức nào để ta làm ạ? Khi con lắc chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng. Biên độ alpha không nhỏ, lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương. Khi nào con lắc đơn chuyển động nhanh dần đều? Nhanh dần ạ, cô xin lỗi, nhanh dần ạ. Đây, con lắc nó dao động như này. Ở vị trí trừ alpha 0. Đến vị trí alpha 0 ạ.
Đây là cô lấy là trừ a đến 0 đến a. Ở chiều nào thì nó là nhanh dần? Tức là nó đi theo chiều là từ gì đây? Trừ a tới 0 hay là đang đi từ 0 tới a? Thì ta đã biết được rằng đấy là càng về vị trí cân bằng thì vận tốc của nó càng lớn. Thì nó phải đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì nó mới là chuyển động nhanh dần. Đúng không ạ? Ở vận tốc ở vị trí biên của nó là bằng 0. Vận tốc ở vị trí cân bằng của nó lớn nhất. Vậy nó đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì khi đó nó phải là chuyển động nhanh dần. Vậy chuyển động nhanh dần theo chiều dương. Chuyển động nhanh dần theo chiều dương. Vậy đây là chiều dương. Nếu như chuyển động nhanh dần theo chiều dương thì nó phải đi từ trừ a tới gì nhỉ? Tới 0. Nhanh dần theo chiều dương đi trừ a tới 0. Mà đi từ trừ a tới 0, khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương, vị trí động năng bằng thế năng, tức vị trí này, alpha bằng ở vị trí này. Cô lấy vị trí này. Vậy ở vị trí này phải là alpha âm, alpha bằng trừ alpha 0 trên căn 2. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Vậy ta sẽ có đáp án D. Tức là alpha bằng trừ alpha 0 trên căn 2. Cô nhắc lại một phần, đấy là dao động quan trọng của con lắc đơn, tức là hoặc là dao động điều hòa. Tức là khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng, đó là chuyển động nhanh dần. Nhanh dần chứ không có đều, nhanh dần. Câu số 5. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc alpha 0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị alpha 0 là. Giá trị alpha 0 là. Bây giờ ta phải nhớ đến là lực căng dây lớn nhất và lực căng dây nhỏ nhất. Đúng không ạ? Lực căng dây lớn nhất và lực căng dây nhỏ nhất. Lực căng dây lớn nhất, lúc nãy ta có công thức là lực căng dây lớn nhất là tại vị trí cân bằng T max. Tại vị trí biên là T min. Vậy ta chỉ cần lập tỷ số T max trên T min bằng 1,02. Các bạn tự lập ra. Vì tỷ số này nó chỉ còn phụ thuộc vào alpha 0 thì ta suy ra được đấy là đáp số của nó là câu B, 6,6 độ. Về nhà các bạn tự thay vào. Câu tiếp theo là câu số 6. Đề thi đại học năm 2012. Tại nơi có gia tốc trọng trường g bằng 10m trên dây bình, một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động với biên độ góc 60 độ. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30 độ, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là gia tốc. Bài này lại gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là. Như vậy đề thi 2012 có hai câu đều ta đều thấy là nó hơi khó hơn bình thường, đúng không ạ? Trước tiên, con lắc đơn này không dao động điều hòa mà nó dao động tuần hoàn. Vậy khi nó dao động tuần hoàn thì ta sử dụng các công thức của dao động tuần hoàn. Thứ hai, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là. Để ta xem con lắc đơn này gia tốc của nó được tính như nào. Đây, dao động tuần hoàn. Được chưa ạ? Ở đây ta phân tích lực tác dụng với nó gồm có trọng lực P, lực căng dây T. Theo dao động của con lắc đơn thì chúng ta đã biết trọng lực P chúng ta phân tích thành hai thành phần. Một là thành phần theo phương của sợi dây PN, gọi P pháp tuyến. Một thành phần là theo phương chuyển động của quỹ đạo. Này là P tiếp tuyến. PT. Được chưa ạ? Như vậy thì đối với cái thành phần theo phương sợi dây là giữ cho sợi dây chuyển động tròn xung quanh điểm Y. Còn đối với thành phần PT là giữ cho nó chuyển động xung quanh điểm O. Dao động xung quanh điểm O. Vậy PT thì gây ra gia tốc P tiếp tuyến, gây ra gia tốc tiếp tuyến. Và chúng ta sẽ bằng
M nhân với A tiếp tuyến. Đúng ạ. Còn lực căng dây T và PN thì gây ra gia tốc pháp tuyến hay là gây ra gia tốc trong chuyển động tròn đều xung quanh điểm Y. Vậy bây giờ cô T cộng với PN sẽ bằng M nhân với A pháp tuyến AN. Được chưa ạ? Đây, AN. Đây là độ lớn. Như vậy theo chiều thì cô bỏ vào luôn đi ạ. Dựa vào đây ta có này, P tiếp tuyến này, góc này là góc alpha, lại đi được alpha, góc này là alpha, alpha. Đây alpha, alpha, đây đối, đây là đồng vị ạ, đây là so le trong ạ. Vậy ta tính luôn được P tiếp tuyến chính là P nhân với gì nhỉ? Sin alpha. Chiều dương chúng ta chọn như này. Đúng không? Thì P tiếp tuyến nên ngược chiều với chiều dương nên cô thay vào luôn bằng trừ MG sin alpha bằng M nhân với A tiếp tuyến. Được chưa ạ? Còn đối với theo sợi, theo phương của lực căng dây T thì cô có hợp lực T và PN đóng vai trò là A hướng tâm, F hướng tâm. Vậy cô sẽ chiếu lên T trừ PN chính là bằng F hướng tâm là M nhân với A, AN, A hướng tâm. Đúng không ạ? Được chưa? Nhưng ở đây T ở đây ta chưa có. T ở đây ta chưa có. Thì ta tìm A hướng tâm như thế nào? Đây là chuyển động tròn. Nên A hướng tâm, AN ở đây, ta sẽ tính được bằng V bình chia cho chiều dài L. Kiến thức này là kiến thức ở vật lý lớp 10. AN bằng V bình chia cho L. Vậy cô có AN đây. Cô có A tiếp tuyến đây. Thì từ đây cô sẽ tính được gì ấy nhỉ? A hướng, A toàn phần, gia tốc của vật nặng. Thì A lúc này sẽ bằng A tiếp tuyến vector cộng với AN vector. Có đúng không ạ? Và hai vector này AN và A tiếp tuyến vuông góc với nhau thì suy ra A lúc này bằng căn bậc 2 tổng hợp theo quy tắc hình bình hành sẽ bằng căn bậc 2 của A tiếp tuyến bình cộng với A hướng tâm đấy, AN bình. Vậy AN ở đây bằng V bình trên L. Mà V ở đây ta tính bởi công thức nào ạ? AN có thay vào A tiếp tuyến bằng gì? Sẽ bằng G trừ G nhân sin alpha thay vào đây. AN bằng V bình trên L. Mà công thức V ở đây sẽ được tính bằng căn bậc 2 của 2GL cos alpha trừ cos alpha 0. Rồi, như vậy dựa vào các công thức này ta thay vào, ta tính được gia tốc toàn phần tại ly độ alpha bằng 30 độ. Qua câu 6 thì cô đưa thêm một lượng kiến thức tính gia tốc toàn phần trong dao động của con lắc đơn. Đây là dao động tuần hoàn thì dao động điều hòa cũng tương tự như vậy. Tức là gia tốc toàn phần của nó phải bằng gia tốc tiếp tuyến vector cộng với vector gia tốc hướng tâm. Sau đó ta tính về độ lớn vì hai vector này vuông góc với nhau thì phải bằng căn bậc 2 của A tiếp tuyến bình cộng AN bình, A hướng tâm bình. Được chưa ạ? Chủ đề con lắc đơn thì cô bài giảng đến đây là kết thúc. Cô mong các em về làm bài tập củng cố và theo dõi các video tiếp theo. Thân ái chào các em.